Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về chiếc Vision nha các bạn. Thì cũng như là để báo giá chiếc Vision mới và báo giá chiếc Vision cũ mà hiện bên shop xe máy cũ đang bán. Thì mình cũng báo giá từng chi tiết và đánh giá cái chiếc Vision này để cho các bạn, các anh chị nào muốn mua cái dòng xe Tiga này. Nói chung thì giá cả thì rẻ chứ không có mắc lắm. Thì với chiếc Vision như thế này thì nói chung là dòng xe Tiga của hãng Honda thì rất là tốt luôn, không có sao hết. Thì rất là thích hợp cho những người lớn tuổi cũng như là những người những chị em phụ nữ, nói chung là đi rất là hợp lý luôn. Thì mình sẽ đánh giá cái chiếc xe mới và cũng như là thông báo giá của chiếc xe cũ mà bên shop xe máy cũ đang bán, thì để cho các anh chị nào có nhu cầu mua được thì mua nha. Và trước mắt thì mình cũng giới thiệu sơ qua các anh chị biết để mà các anh chị dễ liên lạc hơn. Thì mình cũng nói rõ với các anh chị là nhiều lần rồi nhưng mà vẫn còn các anh chị là hỏi lại nữa, nên là mình cũng nói rõ lại một lần nữa luôn. Thì mình là làm quảng cáo cho shop xe máy cũ là đó, là mình làm quảng cáo cho họ để mà họ bán xe. Thì địa chỉ của họ thì mình để ở phần mô tả đó, nói chung là địa chỉ của họ thì mình để phần mô tả, thì các anh chị chịu khó bấm vào cái phần mô tả một xíu để mà tham khảo nha. Rồi, hiện tại thì xe Vision mới len ken như thế này, thì đây là mình đang nói giá cửa hàng nha, rồi mình sẽ nói giá bên shop xe máy cũ sale. Thì giá cửa hàng thì xe Vision bắt đầu bữa nay cũng tăng lên nha các bạn. Xe Vision bữa nay là 36.700.000 đó, 36.700.000 là xe mới hoàn toàn tại cửa hàng. Thì nếu mà các anh chị nào muốn mua trực tiếp tại cửa hàng thì có thể đến tại cửa hàng ở khu vực của mình để mua, thì giá nó là 36.700.000 đó, tùy theo khu vực nữa nhưng mà trên lệch khoảng vài trăm ngàn thôi. Rồi, còn nếu như các anh chị nào muốn mua xe cũ hoặc là xe thanh lý thì các anh chị vào cái phần mô tả, thì ở đó mình có để giá cả nó như, và nói chung là giá cả nó rõ ràng. Còn ở đây thì mình sẽ thông báo nói chung là nhiều hơn là ở trong cái phần mô tả. Cái phần mô tả chỉ để giá thôi, thì các anh chị vào đó tham khảo, tại vì ở đây là mình không có để giá cả được nữa, nên là mình sẽ tư vấn cho các anh chị về như cách thức mua hàng rồi nó như thế nào thì tại đây hết. Thì với một chiếc xe Vision như thế này thì nói chung là các anh chị mua hàng thì lưu ý giùm giúp mình nha, mình nói thêm phần này nữa nè. Thì các anh chị mua hàng là không có nên cập bất cứ ngàn nào đó, tại vì mình có hợp đồng với shop xe máy cũ là không có nhận tiền cập của khách. Khách nhận xe là mới thanh toán, nói chung là không có nhận bất cứ ngàn nào đó. Đó, chỉ cần khách nhận xe và mới thanh toán. Thì mình nói rõ với các anh chị vậy để các anh chị biết, để trường hợp mà các anh chị cứ nói mua online là sợ lừa đảo, thì ở đây thì không có lừa đảo cái gì hết. Các anh chị cứ liên hệ chỗ shop đó, các anh chị đặt hàng, các anh chị mua thì shop sẽ gửi xe cho các anh chị, là các anh chị kiểm tra xe, nổ máy xe, kiểm tra giấy tờ, những cái thông tin gì của xe đấy thì các anh chị kiểm tra hết, các anh chị cảm thấy ok thì các anh chị giao tiền cho người ta đó. Thì theo như em đánh giá thì theo như mình đánh giá thì chiếc xe này rất là tốt. Các anh chị thấy này, nó mới len ken luôn, không có gì hết. Mặc dù xe đã sử dụng rồi nhưng mà mới len ken, đa số là sử dụng dưới 10.000 cây thôi, tầm khoảng 4-5 cây xe đó, nói chung là mới len ken, không có sơn sửa gì hết nha. Cái dòng xe này là còn rất là đẹp, nên là không có sơn sửa, không có đánh bóng cái gì hết. Nói chung là nguyên riêng của nó từ sau tới vậy, máy móc đồ chưa có bung, chưa có mở ra kiểm tra cái gì hết, nói chung còn nguyên nó. Bình đề thì đầy đủ, áo quần thì đẹp. Thì ở đây có rất là nhiều các loại màu chứ không phải là một loại màu xanh như thế này. Có rất là nhiều các loại màu.
nhiều màu lắm, thì các anh chị là tha hồ mà lựa chọn. Nói chung là các anh chị nào cứ mua xe thì cứ tìm hiểu trước về xe đã rồi muốn mua sau, tại vì mình tìm hiểu cái màu cho nó hợp với mình nữa, rồi cái màu mình ưa thích nữa, nên là cứ tìm hiểu cho kỹ. Thì ở trong cái video này thì em cũng mô phỏng một số màu cho các anh chị là có thể tham khảo để mà mua xe. Rồi mình nói thêm với các anh chị để cho các anh chị có cái thuận lợi hơn cho các anh chị này. Khi mà các anh chị mua xe bên shop xe máy cũ thì các anh chị nhớ là nhắn tin với shop, là nói shop là gửi trước hình ảnh hoặc video cái xe mà các anh chị muốn mua, để cho shop xe máy cũ sẽ gửi cái hình ảnh và cái video chính xác cái xe mà của các anh chị đang mua, thì để cũng như là để tránh cái trường hợp mà các anh chị khi mà gửi xe đó đấy thì các anh chị không nhận là shop phải nhận về, thì nó tốn kém cái tiền chi phí cho shop nha. Tại vì bên shop xe máy cũ là họ là ship tận tay cho các bạn thì họ mới nhận tiền, nên là mọi chi phí là họ lo hết, họ trả hết. Nên là khi mà các anh chị, chẳng hạn như các anh chị muốn mua một chiếc xe Vision như chiếc này, như chiếc trên màn hình của các anh chị đây, thì các anh chị nói cho tôi xem lại hình ảnh hay cái video cái xe tôi đang mua, thì ở đó thì shop xe máy cũ thì họ sẽ quay biển số và họ sẽ quay video lại là đồng hồ, họ sẽ quay là số series máy, số series sườn gì đó, thì để cho các anh chị là biết chính xác là cái xe của các anh chị là cái xe đó. Rồi họ sẽ gửi, bắt đầu là họ xem hết rồi là họ sẽ gửi xe cho các anh chị, thì các anh chị về nhà kiểm tra ở đúng cái xe mà các anh chị đang thích, thì các anh chị cảm thấy ok thì các anh chị mới giao tiền cho họ nha. Đó. Còn mình cũng nhắc thêm với các anh chị, hiện tại thì ở trên mạng nó có rất là nhiều cái thành phần lừa đảo, nên là các anh chị chú ý nha. Ví dụ như các anh chị là muốn xem cái xe mình đang sử dụng á, thì shop xe máy cũ họ sẽ quay lại từng chi tiết anh chị. Nói chung là họ sẽ quay lại từng chi tiết cái xe như thế này, thì nói chung từng số máy, số khung, số sườn, tất cả lại cho các anh chị. Rồi các anh chị có việc là kiểm tra tới chừng mà giao xe thì các anh chị kiểm tra thôi. Rồi hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái thành phần lừa đảo ở trên mạng đó các anh chị. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái thành phần lừa đảo trên mạng đó, nên các anh chị chú ý nha, đừng có cọc bất cứ ngàn nào, thì mình nhắc các anh chị để các anh chị biết thôi. Các anh chị nhớ là đừng có cọc bất cứ ngàn nào cho ai hết, bất cứ mua ở đâu cũng vậy. Các anh chị cọc tiền thì các anh chị mất tiền đấy. Cái lò xo này gãy rồi nè. Xo này bị gãy rồi. Thôi mình cũng cuối video rồi, mình cũng xin phép chào tạm biệt các anh chị nha.